tha vô má nè. Cái này cay dữ lắm, cay luôn đó nha. Wow. Mình nướng mặt bên đây trước rồi chút xíu mình nướng mặt bên đây nó mới chín đều. Đây một miếng nữa, hai miếng. Nướng cái đầu heo thì nó rất là lâu chín nha, chứ phải mau chín đâu. Rồi chưa? Hello, xin chào cả nhà nha, cả nhà ơi. Chào mừng cả nhà đến với nhà hàng trên sông của Phong Thức TV nha. Đây, hôm nay là mình với Liên Ngô có làm món ăn trên chẹt. Chẹt mình mốt thầm ở nhà hàng rồi. Ai xuống, bữa nay có 4 năm người xuống nè. Bây giờ mình sẽ làm đồ ăn để chuẩn bị nha. Hôm nay thì mình có đi ra chợ mình mua được hai cái má heo nè. Đó, bự không? Đó, bây giờ bữa nay mình làm sẽ làm món heo nướng với nè. Nước sốt thần khánh của Công Thức TV. Ừ, giờ làm liền đi. Nói Liên Ngô bây giờ đi làm nước chấm đi ha Liên Ngô. Để làm nước chấm cho. Ok. À, bữa nay có tài xế chạy chẹt nữa. Đây hai miếng nè. Hai miếng này nướng mà nhậu cái chắc phê lắm ha. Rồi. Thấy gì chứ thật tức chưa? Không ạ. À. Giảm độc cũng thịt nhiều lắm. Hai miếng này tới 3 ký mấy đó không đó. À, bây giờ anh sẽ pha cái nước ướp, đặng anh ướp cái xọa đầu heo. Còn Liên Ngô thì sẽ đi làm cái nước đặng chấm á. Lát mình có đem rau sống theo đó nè. Bây giờ mình chạy chẹt kiếm cái chỗ nào mà mát mát mình đậu. Chắc mấy qua bên đây mới có quá. Quá đây là khung cảnh đồng quê nhà mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ướp thôi, có cái muỗng Liên Ngô. Rồi qua lấy muỗng rồi. Rồi, Liên Ngô qua lấy muỗng rồi. Nhắm chừng đi. Nhắm chừng. Bây giờ mình sẽ cho đây vô đây là một ít nước mắm nha, khoảng 3 muỗng nước mắm. Đó, như là khoảng 3 muỗng rồi đó. Đây là tỏi. Đây, tỏi này là tỏi băm. Cho vào đây một miếng tỏi băm. Rồi, phân nửa này được nha. Còn đây là ớt khô. Mình cho nhiều nhiều ớt khô vô đi, đặng cho nó cay cay. Rửa chén luôn. Ai ăn được ăn. Đó. Mát quá. Ở đây mát quá trời mát luôn rồi nè. Mình kiếm chỗ nào ớt mát mình đậu lại tài xế ơi. Thấy không, vừa chạy vừa làm đồ ăn thấy im ha. Tết này có ai muốn mà giao lưu với mình trên chẹt thì liên hệ mình nha. Liên Ngô có số điện thoại đó. Mình bỏ vô đây là một chút xíu đường được rồi. Đó. Tại đường nhiều quá dễ bị khét. Và cuối cùng là bột ngọt. Rồi. Bây giờ mình sẽ quậy cái nước chén sốt của mình lên. Ồ, thấy mà đẹp chưa? Đó. Chút xíu mình sẽ tha lên. Ăn không Liên Ngô? Chiếc dữ mình còn quay. Ừ, hấp dẫn gì? Hấp dẫn chưa? Đó, để đào hai miếng đào heo vô. Ồ, có mắt nè. Mắt đang nhìn Liên Ngô. Trời. Rồi, tối nay nó về. Tha lên, cho đều lên. À, sợ đầu heo thì mình ốp một bên thôi, tại bên kia không có thịt. Cắt xương. Sử dụng tay luôn nha cả nhà. Ồ. Đây, miếng đó rồi, bây giờ tính này. Đó. Tha vô má nè. Cái này cay dữ lắm, cay luôn đó nha. Trời, cái này đáng lẽ mình phải ốp, mình để chừng lâu lâu á. Nhưng mà giờ đầu heo thì mình ốp một mặt thôi, nên mình ốp rất là mau. Đây là cái gì? Ồ. Giờ mình sẽ để hai miếng đầu heo lên nướng nha. Wow. Mình nướng mặt bên đây trước rồi chút xíu mình nướng mặt bên đây nó mới chín đều. Đây một miếng nữa, hai miếng. Nhìn màu đầu heo kìa. Trời ơi, có mắt nhìn Liên Ngô kìa. Trời ơi. Tối nay về kêu Ly ơi. Ai sao ăn mày ăn tao? Liên Ngô chén nó chấm xong chưa? Xong rồi nè. Đó, Liên Ngô có luôn. Cái chén nước mắm rất là đậm đặc nha. Vừa thôi, vừa đủ ăn thôi luôn nè. Cái này mình mốt mình sẽ đem cái cây quạt mà quạt mini á. Hình như là mình nói là hồi nãy là mình không có cảnh đồng ruộng là đằng kia. Rồi đằng này cũng đồng ruộng nè, mình đậu đằng kia dở trôi tới đây nè. Nhà hàng trôi xong. Mốt mình sẽ đi ra sông lớn luôn. Nhà hàng nổi. À, mình cho nó trôi.
Ngon. Khen lên luôn. Em xong rồi đó. Bữa nay có rau nữa nè. Đó. Đây là rau sống nha. Dưa leo nè, Liên Hố lọ gọt dưa leo Liên Hố. Em còn dưa leo cho. Nè. Có gì đó. Xếp rau gọt dưa leo ra nè nó. Đây cái mặt bên kia nó cháy không có sao hết trơn á. Mình ăn mặt bên đây à. Mặt bên kia đâu có thịt đâu ăn. Ồ, trở đầu luôn. Đâu? Không, nó không, nó cháy cái sọ là bình thường. Bây giờ mình lật lại đi. Rồi chút xíu mình lật đều. Ok. Đó. Ồ, cả nhà nhìn nó mở nó chảy nè. Đó, nhìn nó ngon chưa? Cái này là mấy miếng thịt ở dưới này mình lóc mình ăn được rồi đó. Không, mình để nghiêng á, là nghiêng xuống dưới này tại gió thổi trên dưới á, mình để sụt ra luôn chút xíu. Ở trên thịt nhiều hơn ở dưới tầng xương đó mà. Ừ. Đây là như mấy miếng thịt này nè, giờ chín đây nè. Đó, thấy thịt không? Chút xíu mình lóc từ từ, mình lóc tới đâu mình ăn tới đó. Hồi nãy mình ở nhà mình cắt cái này ra được chứ. Bây giờ mình sẽ trở bề lại coi nha xong. Ú nè, cả nhà ơi. Vậy nè, mở nè, cháy nè. Ở đây là muốn chín rồi đó. Đó, bây giờ mình trở bề lại một chút nữa. Ăn cho nó chín đều, trở qua trở lại vậy đó. Bên đây cũng như nè. Ờ, mình sẽ trở bề nó ra. Ú, mở nè. Anh nhìn nè, nướng là phái nhất là cái cảnh nè. Đây, đó. Mình lóc miếng nè. Ờ, cái đó chín nè. Ngon. Trời, ngon, ngon, ngọt. Nè, cục nấy nè, cho em miếng nè. Em tự dùng tôi ăn nè. Ngọt khác luôn như không? Em bạc, Ngon, ngon. Bây giờ mình chờ đi. Chút xíu nó chín cái mình lụm luôn. Coi nè, nó vàng nè. Mình đã không? Đây, ở đây nó hơi áp lửa nè. Mình cạo cạo nó ra. Nướng cái đầu heo thì nó rất là lâu chín nè, chứ không phải mau chín đâu. Cái này thì vẫn đứng lên chỗ cục thịt nè. Cho nó đều. Ở đây nóng dữ lắm, nóng. Chút xíu là chín là mình ăn được rồi đó nha. Khoảng bao lâu nữa chín đi không? Nãy giờ nướng cũng lâu rồi đó nha. Khoảng 20 phút luôn. Chắc cỡ nửa tiếng nữa đó mới có chín đó. Mình nướng mình chở đều liên tục vậy đó. À, bây giờ em cầm vậy đi để em khứa cái này ra thử là được không? Ừ, khứa ra đi chỗ này. Đó. Nè, dính. Dính nóng không? Đây, dính cứng, dính cứng. Nó dạ. Sẽ nướng miếng này riêng, miếng này riêng cho nó hết nóng vậy, cho nó đủ bề. Cái này luôn không anh cắt này luôn không? Rồi sẵn chặt cái đó luôn đi, nóng quá, nóng quá. Rồi cầm lên chặt lên thôi. Nóng này nè, anh cầm cái cây kẹp này nè. Không, cầm cái cây kẹp không chắc nữa. Người bên rồi, ok nè, cái tội nè, ăn nè, cái miệng là miệng ăn nè. Lệ đi. Nóng quá. Rồi, ok. Đó. Rồi, để đi. Rồi, miếng này hả? Úp mặt lại. Úp mặt lại, rồi. Cái này nhanh hơn nè. À, vậy coi chừng bộ nhanh hơn á. Để nguyên nướng nó áp quá. Bây giờ thành phẩm mình cũng đã chín rồi nha cả nhà. Đây, nó nướng thì nó hơi bị khát khát vòng vòng như nè. Nhưng mà rất là ngon luôn, Liên Ngô ơi. Thơm xỉu, nó dẹp thơm quá trời, thơm luôn. Đi ngon nãy giờ ngồi ăn rau trước đó. Bây giờ mình dọn mình ăn thôi. Mỗi người mình đột cái chén nè. Rồi ai ăn cái gì đó thì mình sẽ cắt cái đó mình ăn. Đây là rau của Liên Ngô nha. Đây. Bây giờ thử mình ăn thưởng thức trước coi. Mình làm tổng khẩu không biết vừa không nữa. Đây nè, như cái miếng má nè. Đó, nó chín không? Mình ăn miếng nào mình cắt miếng đó vậy nè. Đó, gõ vô rau. Chấm một miếng chấm. Bỏ vào miệng. Anh đưa đây, đưa cái cây cháo ăn gấp đó cho em đi. Ngay, gấp, có thể gấp luôn, đứt luôn nè. Ừ, lắp nó ra. Đấy, ngon. Ngon quá. Đây, em gấp cho anh cắt nó đi. Rồi. Thơm quá. Em cuốn ghê. Cay quá. Cay. Nước chấm cay hả? Nướng cay á. Đó. Vậy mới ngon. Mình ăn kiểu này như là kiểu dạng là quý tộc. Ăn tới đâu thẻo tới đó. Quý xà tập. Cái này là mình kèm với rau. Mời cả nhà nha. À, mình có mua là mấy lon bia nữa nè.
bia bữa nay mình uống sét nha, chứ mình không có lên nước đá theo. Nhà anh Phát Nguyên Lon, nhà Liên Hôn. Bia này có trúng thưởng đó nha. Có trúng thưởng đó, bật nắp thử ai coi trùng trúng chiếc xe. Bật nha, coi ai trúng nha. Em trúng cái chữ may mắn rồi. Em bật nha. Liên Hôn hả? Liên Hôn coi. Ê, em tự coi. Rồi nó coi đi trúng rồi. Không trúng mà còn để may mắn nữa thì sao? Vậy là nó trúng mình may mắn á. Đâu có trúng đâu. Bạn rất may mắn được lon bia này uống nè, nó nói vậy đó. Thì đó. Đây nè cả nhà, đây một miếng kế bên này cũng chín rồi nè ha. Đó, mình cắt ghê nè. Ồ, hai miếng thịt à, thịt má heo nè, nhìn nó ngon không? Nhìn thấy trời trời chảy mỡ luôn Phát ơi. Nè. Ăn này nhức cái nách quá, nhức cái nách quá. Thôi nhức nó tay ăn nè. Để uống miếng bia đi. Ngon mình kẹp dưa leo ăn thử nè. Em ớt vừa ăn không Phát? Chỉ 3 muỗng nước mắm thôi. Im mà. 3 muỗng, 1 muỗng ba lớn mới được nha. Muỗng nhỏ. Ừ. Muỗng muỗng canh á. Bỏ chỉ ăn cái nữa đi đi bụi rồi đó. Cũng ăn theo. Chỉ ăn hết là 3 muỗng muối. Không để muỗng canh bự á. Ui cắt luôn. Trời, hả? Trời muỗng chà bá vậy đó. Vô hả? Em lách lại. Đây vô. Đây anh cắt cho. Muỗng hè. Vô. 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 Nào có mời ăn Phát. Mới có ai mà muốn lên chẹt mà ăn cùng mình á thì comment đi, mình sẽ chở đi vòng vòng lên chẹt lên nè, vòng vòng nói chung cảnh đồng quê, muốn đi tới đâu cũng được, đi mình có chẹt rất là tiện, đi tới Mỹ luôn, Mỹ Tho. Chạy tới Mỹ Tho luôn, em miếng cục lại đó. Đúng rồi đó, đi không cắt ra. Wow. Rồi nữa ai đây mình ăn đây, ví dụ mình ăn muốn ăn cái miếng nào á, thử mình ăn cái miếng dâm coi nó làm sao ta. Cái miếng này nó chưa ở trong nó chưa chín lắm, nhưng mà ở ngoài thì chín rồi nè. Miếng dâm này nha, cái này là gọi là cái hàm đó nè. Cái hàm nó ăn chấm một miếng không? Ăn cái này ở nhà bà Hai bả lùng bùng lỗ tai nói sao vậy, ăn nhức nách tới tai bà Hai. Mình xin phép ăn cái cục xương nha. Hai ăn thịt mà ăn xương. Ừ, anh thích nãy giờ ăn với nhau xíu xíu rồi. Dạ, nóng quá. Em hiểu hơn em mà. Định nhịn nhìn. Coi cái nào thịt thể anh Ly kìa. Em tự xử nè. Không, cuối cùng mình có mát rồi không? Mát hay nắng gì không quan trọng. Rồi, chúc mừng thịt chín. Vô. Ăn đây dụng đây có cá ăn luôn. Vừa nuôi cá nữa. Mốt mình bắt cá là mình ăn. Ngon quá. Cao nghe mấy anh bữa nay nó chỉ ngồi chỗ à. Đại có chẹt quay sẵn rồi. Đây nè, mình ăn cái kiểu mà như là trong trên mạng nè, anh Phát nè. Vậy nè. Cái này ơi. Nuốt nguyên cục vậy đó. Sao mày không ăn rau trước đi? Nóng. Cái này làm sao vừa gọc thịt ra sẵn nè. Ừ, gọc không miếng nó khác. Bớt cây kẹp anh nè. Nè, lắp lại nè. Miếng này. Có ụt đây. Này mà có cái lưới rồi, chết. Ê. Nhảy hả? Nhảy. Đây, để em kẹp cho. Đó. Trời ơi, ăn dân bò tái luôn. Trời ơi, tay luôn rồi. Nè, cả nhà ơi, nè Liên Hôn. Thôi, anh ăn đi. Mình ăn kiểu trên mạng. Đây, nhìn nha. Nhìn kỹ ăn nha. Ăn đi. Ngon á. Thấy không? Ngon thử luôn không? Kiếm em cục bữa nào ngon ngon á. Nè, cục chỉ mở ra nè. Ngon. Đây, cục này nè. Trời ơi, trời chảy mỡ nè. Nóng quá thôi. Nóng quá. Đổi đi. Dùng tay à. Hả? Đúng rồi. Ồ, cái miếng nè, ngon. Nãy giờ mới thấy được miếng ngon vậy. Chấm nè. Thôi, đưa đây, đưa em. Ê, hả? Không ra đi. Mới đưa ai giờ ăn kiểu này nè. Ăn không ăn là không có cơ hội luôn đó. Ok. Rồi chưa? Ha, 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 ha.
Thôi làm lại nè, làm lại, làm lại, làm lại, làm lại nè, làm lại nè. Ngon không? Nhất của mình ăn, nhất mình đứng ăn, ăn mà bệnh hoạn quá thôi khỏi ăn. Anh đưa mình cái dao đây, anh thử ăn con mắt coi nó làm sao. Ăn con mắt luôn nha, ghê thiệt. Ăn vô sáng mắt. Ăn sáng mắt, ăn tối mắt đen. Ú, đi ơi, ngay chỗ con mắt nè, một cục thịt. Chín chưa? Chưa. Chín rồi. Ừ, chưa đâu. Nè. À. Chảy nước luôn kìa. Ủa cái này cục thịt mà đâu phải con mắt. Cục thịt con mắt mà ngay đây nè. Con mắt này nè. Nè, coi cục thịt nè cả nhà. Ngon chưa? Ăn không? Ăn đi nè, chưa? Nè, tặng nè, ăn không? Cái này cục thịt mà. Ăn không? Không, không. Ăn coi tôi ăn. Anh chạm. Anh phát cục này ngon nè, anh phát chín chưa? Chín chưa ta? Chín này chín. Chín, chín tới gì nữa? Chưa đâu, nó chưa rồi. Chín đâu. Trời ơi, trời ơi, chín chưa? Chưa có chín mà. Mình tính ăn con mắt mà cuối cùng nó là cục thịt. Cục thịt đây anh Phát ơi, nó bự chà bá luôn. Để mình cố tình mình kiếm con mắt đây. Ăn cái gì, ăn mắt không? Hồi là ăn mắt anh nâu luôn á. Ăn mắt nhiều quá nâu. Dễ vậy nâu được. Thiệt mà, anh không tin ăn cái thứ này. Hồi là ăn nhiều quá mà dư, mắt dư quá nâu. Ăn đâu quá. Wow. Ê, ê. Anh Phát ơi, em được con mắt rồi nè. Wow, cái cục con mắt nè. Ăn đi cho nhìn rõ. Ăn đi cho sáng mắt. Ăn cho sáng con mắt. Tối con mắt em. Nè, đặng nè, ăn không? Thôi, ăn đi, trời ơi. Ê, ngại hoài, cũng không có đâu. Ngon quá. Ăn là phải thộn thộn độn độn lên. Wow. Nè cách. Nó cho mình là mình thấy ra cái má heo trong cái đây nè. Trong cái hấp được nè. Được rồi, được rồi anh Phát ơi. Có cục thịt quá trời ngon luôn. Ăn nha, ăn nha. Trời ơi, được rồi. Dài cục thịt nó. Tôi tên không. Gán giọng. Ngon. Nè, ăn gấp cho. Ừ. Đúng hả? Ngon nhìn như phụ nữ kìa. Thôi thôi thôi, được rồi, thôi thôi thôi. Cái này là chín dữ lắm luôn rồi nè, ăn hết miếng này luôn được nè. Ừ. Quá trời chín luôn rồi. Em phải trong hốc này nè, trong lỗ nè. Nè, cái sợ nè, trên đây nè có cái lỗ. Thật dữ lắm thật. Ủa, nãy giờ mình có tấm thớt để làm gì vậy ta? Không biết nữa. Quên luôn á anh Phát. Giận ghê luôn á. Nên một cục bự luôn trời. Nó cho con mắt nó dạng chưa hết nè. Còn nè. Ê, trong con mắt có cục thịt nữa trời. Con ngươi á. Nè. Nè, cái này là cái gì cả nhà? Nè. Ê, ngon hả? Thử không? Thử, chín chưa? Chưa. Nè, thử đây. Ăn cái gì vậy? Chết không trời? Chết á. Khoan để em kèm gao đi. Ăn vô nhìn là ban ngày như ban mặt vậy đó. Ban ngày bao nhiêu ban mặt. Ủa trời ơi. Cái này một miếng này bán nhiêu tiền ta? Hồi sáng mình mua là 4 miếng này có 150 ngàn à. Rẻ hả? Ừ. Kèm miếng da leo. Còn gì không ta? Tỷ trong đó. Chắc tỷ á. Tôi nói hình như trong này là nó có ngọc. Ừ. Ngọc rồi. Heo. Ngồi đi. Ừ. Em ngáo luôn. Trời đất ơi trời, để cái đống thớt nó giờ không làm được nha. Ngồi chưa? Em lo hả? Ngồi chưa? Nói em lo ăn không, không nói gì, không tiếng gì hết, nó comment đi. Vô. Ừ, đã. Vô đây cho nhỏ ăn chứ. Không cho mình mời ba bốn người mình miếng nữa rồi thôi mình ăn chút xíu mình cũng ngưng nha. Nặng cho camera ăn với. Nãy giờ là cố tình là chừa nguyên miếng này nguyên nè cho nó camera thấy không? Ờ, đi không ăn vô. Không dám đâu. Nè, thịt nó nằm đây nè.
Thôi mình xin kết thúc clip nha. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Quá chị ngon.